Do công việc thường xuyên phải lên hình nên Mai rất chú trọng giữ gìn vóc dáng. Thực phẩm bổ sung bột ngũ cốc ăn kiêng thương hiệu Việt Đài là sự lựa chọn tuyệt vời cho Mai và gia đình. Bột ngũ cốc ăn kiêng thương hiệu Việt Đài, thơm ngon, bổ dưỡng, thích hợp với mọi lứa tuổi, đặc biệt tốt cho người bị tiểu đường, béo phì. Vè vè, cái vè ngũ cốc ăn kiêng rất tốt, không lo béo phì. Cô bác chú gì tiểu đường béo mập. Có ngay ngũ cốc ăn kiêng Việt Đài. Ngũ cốc Việt Đài, thơm ngon, bổ dưỡng, phòng ngừa bệnh tật.